Trung Quốc phản bác yêu cầu của Việt Nam về dàn khoan HD981. Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản bác kêu gọi của Việt Nam là Bắc Kinh phải ngưng gây căng thẳng bằng việc rút dàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực của Vịnh Bắc Bộ đang còn đàm phán phân định giữa đôi bên. Phát ngôn dân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hoạt động của dàn khoan 981 tại vùng biển không có tranh chấp vì đó là một hoạt động thăm dò thương mại bình thường. Trung Quốc hy vọng bên liên quan có quan điểm khách quan và hợp lý về vấn đề này. Ông Hồng Lỗi không bình luận gì thêm. Vào ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên tiếng về việc Trung Quốc vào hôm 3 tháng 4 lại đưa dàn khoan 9 tháng 1 đến khu vực của Vịnh Bắc Bộ, kêu gọi Bắc Kinh rút dàn khoan ra khỏi khu vực đó. Ông Lê Hải Bình cho biết vào ngày 5 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối đến đại diện Trung Quốc ở Đại sứ quán tại Hà Nội. Hôm qua, Việt Nam cũng trao công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội về việc Bắc Kinh hoàn tất xây dựng và đã đưa hải đăng trên đá Bi vào hoạt động đây là hải đăng thứ ba mà trung quốc xây trên các đá mà việt nam tuyên bố chủ quyền gồm gạc ma châu viên và subi